Chào các bạn đến với khu vườn của Nhã An. Hôm nay thì cùng mình đi hái á một vài cái loại thảo mộc để chúng mình sẽ làm nước gội đầu nhé. Đầu tiên đấy là cọ mần trầu. Cọ mần trầu thì bạn sẽ nhìn thấy này, cọ phần lá của nó rất là màu xanh, nó họ ở nhà lúa, và đây cũng là một loại cỏ có tính xâm lược khá là cao. Bạn thấy các lá của nó mọc phiền đối diện này. Đây là hoa của nó. Đó, một vài cái đặc điểm lạ như bạn có thể nhận ra. Loại này thì nó cũng mọc khá là hay mọc lại. Thì cũng nhậu như thế. Cỏ mẫn trầu này thì có tác dụng, nó có sẽ cũng giúp diệt gạn dịch tóc ấy. Đây cũng được coi là một trong những loại cây thông nam rất là tốt. Còn đây thì không phải nhé, đây là cây cỏ bình thường ấy. Mình sẽ bỏ nó đi thôi. Ủa, chắc kinh ha. Đây là một trong những cây cỏ mà mình cho phép nó mọc ở trong vườn nhà mình. Còn đâu thì hầu hết mình mấy lúc xíu đã được như này rồi. Mình sẽ đi hái thêm tụi cỏ mần trầu này nha. Và đôi khi là nó mọc rất là chễm chệ như thế này. Rõ ràng là mình xài cây cỏ nha, mà nó cứ mọc thôi. Cắt luôn. Thấy tiện lợi không? Đó, mình thích cây cỏ đi xíu xíu kìa hả? Đó, nó chỉ lan thấp thấp thôi chứ cao quá ngàn đi vấp. Mình sẽ đi hái một ít cỏ hôi để mình xem cây cỏ hôi ở đây nhé, hay là còn gọi là cây ngũ sắc. Đây chính là cây ngũ sắc này. Mình sẽ cắt cây này đi. Cây này thì nó cũng mọc dại rất là nhiều. Dễ mình bỏ đất đi không nè, mốc chết lắm. Những cái loại cỏ này nó sống rất là siêu luôn. Mình sẽ đi hái thêm một ít cỏ nữa nhé. Đây là một bụi ngũ sắc ngam mình, nó rất là bự luôn. Và hôm nay thì mình sẽ thu hái nó nhé. Đây có mấy bạn hoa hồng nên nó cũng rất là dài. Mình sẽ tạm dừng video ở đây một xíu nha. Và đây là cây sả của nhà mình. Mình sẽ cắt một ít lá sả nhé. Hôm nay khá là rộng rãi, mình sẽ tỉa hơn những ít lá già.
Tại nhà mình ít xả quá mà. Chứ bình thường là mọi người cắt xoẹt hoặc là nhổ luôn cả bụi vào. Nhưng mà mình thì nhà mình không có nhiều lắm. Nên mình cũng đang muốn cho nó lên tốt tốt một xíu. Nên mình sẽ tỉa một vài lá già để lấy những tinh loại xả từ đây nhé. Mình muốn khử cái mùi của hôi của gà vịt. Cũng không biết các bạn có thể dập sạch cái sạch. Đã thường như phần lá xả này. Đó, mình đã được một nắm lá xả để chúng nó gội đầu rồi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ cùng vào làm sạch nguyên liệu nhé. Xuống. Bữa hôm qua có con mối á, nên nó cũng hơi rụng cánh xuống nên trông hơi bệnh bệnh. Mình sẽ xả sạch nước đi. Đây là phần nước năng lượng mặt trời của mình sẽ rất là nóng. Phần thứ hai đây là cây lavender. Phần đen đen này nó không bận đâu. Đây là cái phần thân đã hóa gỗ của lavender. Cũng như là lavender này nó rất là dễ chịu và nó có tính kháng khuẩn, kháng khuẩn cá nhân rất là tốt. Đầu tiên là cho nó vào thì sẽ áp mùi để cỏ hôi đi, cỏ hôi là mùi rất tốt, không có mùi tự đồng nhưng mà nó lại không có mùi. Cây này của mình đều mọc rất là, đây cái cỏ hôi nè, hoa của nó đó, chắc bạn sẽ nhìn thấy nó rất là nhiều đúng không? Về công dụng của những loại này thì bạn có thể tìm kiếm lên trên mạng,
Mới có này nhiều. Đây là cái cọng bằng trồng mình cho cùng vào luôn nhé. Sau khi các nguyên liệu đã được rửa sạch thì bạn cứ cho vào trong này. Thế là trong cái phần đầu, nước gội đầu của mình đang thiếu một cái nguyên liệu không quan trọng, cái là nguyên liệu để xà phòng, đó chính là bột kết. Và hôm nay thì mình đặc điểm để bột kết nó gội đầu nó không bị bết là bạn phải rang vỏ bột kết lên, tức là sao vàng nó đi và bỏ cái phần hạt của nó ở bên trong á. Đó, thì nó sẽ đỡ bị bết tắc. Có một phần à cái hoa hồng thì mình sẽ cho vào nhé. Sau khi cho cái phần nước nó đã sấp cái nguyên liệu ấy thì bạn sẽ đun nhỏ lửa và sẽ chế nước dần lên vào. Nếu mà nếu cái nguyên liệu của bạn ít ấy thì bạn có thể cho nhiều ngay từ nước từ ban đầu và đun đến lúc mà cô đặc lại, nước chuyển sang màu nâu là bạn có thể sẽ cắt để dùng được. Thường thì mình sẽ đun một nồi cỡ khoảng 2 tháng thì mình sẽ để lại một ống là mình dùng trong tháng đầu tiên, còn một phần nữa thì mình sẽ cũng cất trong ngăn mát của tủ lạnh để bảo quản dùng những tháng sau. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Đó, cái nồi